Ôi giời, chỗ này hoành tráng đấy. Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay mình sẽ có một cái chương trình là đi theo chân một cái cậu em. Cậu em này cũng là bọn mình cũng đã biết nhau được vài năm rồi. Và bây giờ cậu em này đang làm một cái nghề là huấn luyện viên dạy chó tại gia đình. Hôm nay sẽ có một cái chương trình là đi theo chân một huấn luyện viên dạy chó. Đây là nhà của học viên thứ nhất. Một chú chó Malinois. Dòng này, cái màu lông này là dòng Durong rồi. Durong rồi. Kia hiện tại là đang ở trong nhà. Ở trong nhà một người khách hàng. Thì tía bọn mình cũng sẽ quay lại cái quá trình huấn luyện tại nhà xem như thế nào để cho mọi người được biết nhé. Quay ở những trại chó huấn luyện nhiều rồi. Và bây giờ sẽ là quay ở một cái tại gia. Huấn luyện viên dạy chó tại gia. Trước khi đi ra đường thì sẽ phải sử dụng dọ mõm nhé. Đấy, và dây dắt đào hòa với cả những cái giống chó to như này. Hôm nay sẽ dành một ngày để đi theo chân một huấn luyện viên dạy chó. Đây cũng là một cái dịch vụ mà phát triển tại những thành phố lớn như là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là khá nhiều năm nay. Có rất nhiều người là không muốn đưa chó đi đến trại huấn luyện, mà họ chỉ muốn là dạy chó tại nhà thôi. Đấy, họ muốn dạy chó tại nhà. Ngoài cái nghề huấn luyện viên dạy chó ra thì mình còn biết là có rất nhiều nơi là chỉ nhận là dẫn chó đi dạo thôi. Thì công việc của các bạn là dẫn chó đi dạo và đưa chó đi chơi. Rất nhiều những cái gia đình đại gia, rất nhiều những cái gia đình mà khá giả là người ta nuôi chó, người ta rất thích nuôi chó nhưng người ta không có quá nhiều thời gian chăm sóc, thì người ta sẽ thuê những cái bạn như thế này. Sẽ thuê những bạn như thế này là một ngày đến khoảng tầm một tiếng để dẫn chó đi dạo như thế này, xã hội hóa thay cho chủ. Đấy, xã hội phát triển sẽ có rất nhiều những cái dịch vụ đi theo. Ngoài huấn luyện viên dạy chó tại trung tâm ra sẽ có thêm huấn luyện viên dạy chó tại nhà này. Đây là một cái khu đô thị mới tại Hà Nội. Đầu chương trình thì em sẽ giới thiệu tên tuổi để cho anh em khán giả trên kênh Nhâm Tuất TV của anh được biết nhỉ. Vâng. Đầu tiên thì em xin chào anh, chào các bạn. Thì em xin thử giới thiệu, em là Linh. Em là huấn luyện viên dạy chó tại nhà. Hôm nay thì rất vui được anh cùng các bạn dõi theo chương trình huấn luyện của em. Ok, rất là tuyệt vời. Xin giới thiệu đây một lần nữa là đây là em Linh. Có một cái công việc là huấn luyện viên dạy chó tại gia đình. Đấy. Trên cái quãng đường đi đến đây thì anh cũng đã quay lại những cái tư liệu và anh cũng đã nói để cho mọi người được hiểu về cái nội dung của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Thì ngoài cái rất nhiều người là sẽ gửi những cái chú chó cưng đến trung tâm đúng không? Là sẽ gửi ở đấy khoảng tầm từ 1 tháng, 2 tháng đến 3 tháng từ ngày khóa học. Nhưng mà có rất nhiều người lại có nhu cầu là dạy chó tại gia nhà thôi. Tức là người ta không yêu cầu quá cao, nhưng mà người ta yêu cầu là có một cái người mà thường xuyên là ngày nào cũng đến để tiếp xúc, để mà dạy chó những cái quy định, những cái quy củ. Thì đó là cái mục đích, cái công việc của em đúng không? Vâng. Linh có thể chia sẻ cho mọi người được biết là em làm công việc này bao nhiêu lâu rồi? Em từ lúc bắt đầu công việc huấn luyện này đến bây giờ thì cũng được 7 năm rồi ạ. Em trước đây có học và làm ở trung tâm huấn luyện chó Hoàng Gia. Sau khi học và làm việc ở trung tâm huấn luyện chó Hoàng Gia được 3 năm thì em ra làm một mình. Và bây giờ đội ngũ cũng anh em cũng có 3 người. Có 3 anh em. Sẽ là chuyên cái công việc mà huấn luyện chó tại gia đình như thế này đúng không? Vâng. Ok, thì hôm nay là một cái chương trình là anh sẽ đi theo em. Thì hôm nay chúng ta có một cái chương trình chắc là đi khoảng tầm 3 đến 4 gia đình đúng không? Sẽ quay những cái chú chó, quay những học viên tại gia đình để cho khán giả được biết và được hiểu thêm về một cái công việc nữa mà liên quan đến thú cưng. Em giới thiệu cho anh cái học viên này của em. Bạn này thì là tên là Ben, giống chó Malinois, cũng được 1 tuổi. Và học thì cũng học được 2 tháng. Huấn luyện viên Linh và chú chó Ben, một học viên mà huấn luyện tại gia.
Đầu video mà mình cũng xin phép anh em là hết sức thông cảm nhé, vì đây là huấn luyện tại gia thì sẽ dạy chó tại gia đình và dạy chó ngay ở những cái ngoài đường này hay là ở trong sân của mỗi gia đình, nên sẽ phải quay ở phía ngoài đường nhé. Đây là các bài kỷ luật đứng nằm ngồi bò. Khi mà dạy chó to ngoài đường như này thì đã phải có dọ mõm và dây dắt rồi nhé. Chó sẽ ngồi im. Khi mang chó to ra ngoài đường thì phải đầy đủ dây dắt và dọ mõm. Chó ngồi. Chó tay nào. Chó chào. Chó chân. Em xin chia sẻ với anh và mọi người thì chủ của Ben là một người rất là yêu chó, nhưng mà không có thời gian để huấn luyện và cũng chưa biết cách huấn luyện. Vì vậy nên tìm đến em để sử dụng dịch vụ huấn luyện chó tại nhà. Vì anh ấy cũng rất là yêu chó nhưng không muốn gửi chó đến trại vì muốn được chơi cùng với Ben hàng ngày. Và chủ Ben cũng chỉ cần huấn luyện cơ bản với Ben để có thể ngoan ngoãn và dễ bảo. Thì theo bạn là em Linh, theo em Linh chia sẻ thì là hàng tuần thì em đến đây là 5 ngày trong một tuần à? Vâng, 5 ngày, từ thứ 2 đến thứ 6. Và mỗi ngày là bao nhiêu tiếng dành cho chú chó này? Mỗi ngày khoảng 30 đến 40 phút. Sau buổi huấn luyện khoảng tầm 30 phút, vừa dẫn đi dạo mà vừa ôn lại những cái lệnh cơ bản, thì những huấn luyện viên như thế này sẽ đưa chó về nhà, trả cho gia chủ. Đấy, có rất nhiều nhà như thế này này. Có rất nhiều nhà gia đình là có điều kiện nhưng mà họ rất là thích nuôi chó nhá, nhưng mà không có quá nhiều thời gian dành cho chó. Ví dụ như là họ chỉ chơi bời và cho ăn ở nhà thôi, và ở nhà là chỉ có như kiểu là người giúp việc thôi, thì không thể nào xử lý được công việc này. Thì họ sẵn sàng là bỏ ra một cái số tiền nhất định hàng tháng để mà sử dụng những cái dịch vụ này là dẫn chó đi dạo. Sau khi mà rời cái gia đình này và học viên chủ chó Ben này thì chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? Mình sẽ lên Hoàng Đạo Thúy để tiếp tục huấn luyện hai bé nữa. Ok, là trong sáng nay chúng ta sẽ đi khoảng tầm 3 bé đúng không? 3 học viên. 4 bé nhưng mà 3 nhà. À, 4 bé và 3 nhà. Rồi ok, hôm nay anh sẽ dành một cái ngày mà đi cùng với anh. Rồi em lên đường đi. Anh sẽ cùng đuổi theo nhé. Anh em chúng tôi đang di chuyển đến thêm một cái khu đô thị nữa tại Hà Nội, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính. Lần này thì đi theo chân của cậu em huấn luyện viên dạy chó tại nhà luôn. Đây cũng là một cái nghề rất là thú vị luôn đấy. Đây, và tại chung cư luôn. Vào trong chung cư. Chung cư này cho nuôi chó đấy nhỉ? Nhiều chung cư. Các bà sửa nhà trên đấy ạ? Dạ vâng. Bọn cháu đi lên có việc ạ. Và à, tưởng lên sửa nhà chắc. Vâng. Thiết kế thế kia các thứ gì đấy. À, không ạ. Đây, ngồi trên thang máy. Hiếm có một chương trình mà đi cùng lên chung cư này, một trải nghiệm. Rồi, cảm ơn bà nhé. Rồi, đóng cửa vào, anh em nói chuyện cho dễ. Nhà này nuôi mấy con? Nhà này nuôi 2 con. À, là em dạy cả 2 con ở nhà này luôn. Dạy cả 2 luôn. Hay quá. Đây, mình đang ở trong một cái chung cư, đang đi thang máy. Chung cư Udic, Hoàng Đạo Thúy. Thế thì chắc là chó phải chó nhỏ chứ đúng không? Chứ là sao chó to mà nuôi được chung cư như này? Một poodle, một phúc sóc. À, hay quá nhỉ. Anh em sẽ cùng xem là dạy poodle và phúc sóc. Bình thường nếu như mà di chuyển ở trong này vẫn cho nó đi được thang máy chứ đúng không? Đi được. Ờ, đi, anh em ra đi. Đấy. Chung cư khá là xịn này. À, anh em chúng tôi đã vào trong căn hộ chung cư rồi, và đây sẽ là hai học viên
của em Linh ngày hôm nay là hai chú chó cảnh, một chú chó poodle và một con fox sóc. Fox sóc thì nó luôn luôn là gây gớm lắm, này gây gớm lắm. Đây, nào, không phải gây gớm thế. Đấy, poodle nó ngoan nó hiền hơn. Đấy, hai học viên sẽ dạy ở nhà. Đúng rồi, ở trong chung cư thì sẽ chỉ dạy được bọn này thôi. Đấy, nằm. Rồi, nó chưa quen. Bọn fox sóc này nó gây gớm lắm, đánh đá lắm. Đấy, theo đúng cái quy trình đấy thì huấn luyện viên sẽ cho chó ra đây đi vệ sinh. Ở trong chung cư mà có một cái khoảng không gian này thì quá tuyệt vời rồi. Đây là một cái căn hộ cao cấp đấy, gần như là penthouse rồi. Thì em xin giới thiệu với anh và mọi người, đây là nhà của khách hàng của em. Và ở đây thì em có dạy hai bạn, một bạn là poodle, một bạn là fox sóc. Bạn poodle này thì là tên là Tu, được 4 tháng tuổi. 4 tháng tuổi hơn, mà đã đi dạy hơn, rồi. Hơn 4 tháng tuổi. Ừ. Thì học đến bây giờ, thời điểm bây giờ là được 1 tháng rưỡi rồi. Ừ. Thế là chủ đầu tư nhỉ, tức là tầm 4 tháng à, từ 3 tháng đã thuê huấn luyện viên đến nhà dạy chó rồi nhỉ. Cũng là một là rất yêu chó, hai là rất chịu đầu tư đấy nhá. Rất chịu yêu, chi. Rất yêu chó. Đây, poodle rất là ngoan. Một trong những cái giống chó mà anh ưa thích là con poodle này. Ở nhà anh cũng có một con poodle, màu trắng thì là Táo. Đấy. À, em được rất là ngoan nhé. Poodle này ngoan lắm, chứ nó không bị lanh chanh như bọn fox sóc đâu. Đấy, thì đây cũng là một những cái chương trình rất thú vị luôn. Là mình đi theo chân huấn luyện viên, phải đăng ký, rồi là cũng phải nhờ chủ nhà là cho phép quay. Đấy, đây là những cái gia đình mà rất là có điều kiện, rất là có điều kiện luôn. Đấy, anh em mà về bất động sản biết rồi, một cái chung cư mà có một cái không gian này thì không phải đơn giản. Và đây sẽ là cái gia đình mà nuôi hai chú chó nhỏ thôi, hai chú chó cảnh thôi nhưng mà rất đầu tư. Và hai chú chó này thì người chủ người ta yêu cầu em dạy những cái gì? Hai bạn này thì là học các lệnh cơ bản và huấn luyện đi vệ sinh. Ừ. Chứ không đi vệ sinh trong nhà, đúng không? Không đi vệ sinh trong nhà mà sẽ phải đi vệ sinh ra cái khoảng sân, khoảng vườn như thế này. Hoặc là xuống công viên, đúng không? Đúng ạ. Ừ, ok. Rồi, thì bây giờ anh em vào trong nhà đi. Dạy chó cảnh tại nhà. Hôm nay cũng phải nhờ huấn luyện viên Linh nói với cả chủ nhà là cho phép mình vào quay. Tất nhiên thì mình cũng chọn góc để không ảnh hưởng đến gia chủ. Ok, anh em mình triển khai đi. Tiếp 5. Đấy, chó cảnh nhá, nằm rất chịu đựng. Nó không phải làm việc như Malinois hay là Cocking Dog đâu. Đứng. Ngồi. Rồi. Nằm. Đó, nằm yên. Nó đang cảnh giác với mình nữa. Hãy có một người lạ vào nhà xong lại còn cầm cái máy quay. Đó. Em đang dạy nó bằng thức ăn đúng không? Vâng. Phải thưởng nó bằng thức ăn. Ngồi. Giống chó lớn thì mình huấn luyện theo lối nghiệp vụ. Còn các giống chó bé này thì mình thưởng nó bằng thức ăn hoặc là đồ chơi cũng được. Ok. Kích thích tính ham học. Hai chân. Đi hai chân, ê, yêu nhỉ. Nào, hai chân. Nó đang quan sát anh, kệ nó. Vì anh là người lạ mà. Ôi, hay quá. Đấy, dạy ở nhà, dạy ở gia chủ thì họ chỉ cần làm những cái trò như này thôi. Chó đi hai chân, poodle và fox sóc, những con chó nhỏ nhỏ này đều có thể làm được việc này. Nhưng mà các huấn luyện viên vẫn phải có cái chiêu để mà dạy đấy nhá. Đây, em dạy bài này được bao nhiêu lâu rồi? Được 1 tháng rưỡi ạ. 1 tháng rưỡi à? Bắt đầu học các bài này luôn. Mới dậy được 1 tháng rưỡi. Được. Nằm đứng. Ngồi. Nằm. Đứng. Đang thử một thức ăn. Hai chân. Ừ, hai chân. Có đi lại được một tí không? Được. Ui. Bài này mà tập quen thì cũng được đấy. Vẫn phải có tí dây xích để hỗ trợ kéo lên.
Khi mà chú chó đứng được bằng hai chân rồi thì sẽ lỏng dây xích lại, trùng dây xích xuống. Thả xích đi. Đấy, bỏ xích ra rồi. Ui, trông hay nhỉ, trông rất là yêu. Đấy, dạy chó ra nhà như thế này thôi. Gọi là gia sư đấy. Huấn luyện viên đến nhà dạy và gia chủ cũng chỉ cần yêu cầu những chú chó là những trò vui vui, có người chơi và dạy huấn luyện đi vệ sinh đúng nơi đúng chỗ. Thường là những gia đình như thế này thì rất là bận rộn. Ban ngày là họ sẽ đi làm cả ngày và ở nhà chỉ có các cái cô giúp việc thôi. Thì các cô giúp việc thì cũng không thể xử lý được cái bọn chó nhỏ này. Các cô giúp việc thì chỉ là gọi như là dọn vệ sinh hoặc là dẫn đi chơi là cùng thôi. Rồi, rất là thú vị, những cái chương trình rất là ngắn thôi. Tại vì mình quay ở trong cái gia đình người chủ thì anh em cũng hết sức là phải nhanh gọn để không ảnh hưởng đến cái cuộc sống gia đình của họ. Và như cũng không quay quá nhiều những cái đoạn mà riêng tư. Thì đây là những cái gia đình mà anh đến, theo em đến cái gia đình thứ hai rồi, gần như là không có chủ nhà ở nhà. Vì bọn mình đi đến trong giờ hành chính, mọi người đi làm đúng không? Chỉ có những cái người già hoặc là những cái cô giúp việc thôi. Và đây là những cái gia đình mà rất là yêu thương những chú chó. Nhất là đây là gia đình yêu thương những chú chó cảnh này. Nhưng mà họ không có quá nhiều thời gian. Đấy, buổi tối, chiều tối họ đi về và họ chỉ có ít thời gian để mà chơi bời với nó thôi. Còn có khi là nuôi những cái bọn này để tắm rửa là sẽ cho đi spa hết. Và đây là họ sẽ sử dụng những cái dịch vụ của chỗ em Linh là huấn luyện viên chó tại gia đình. Thì xin giới thiệu với anh Trường và các khán giả. Thì một khóa huấn luyện của em này thì kéo dài 3 tháng. Học phí thì em sẽ thu theo tháng, mỗi tháng từ 5 đến 6 triệu. 5 đến 6 triệu trên mỗi bé. Trên mỗi bé luôn. Đấy, tức là mỗi bé này là từ 5 cho đến 6 triệu mà dạy tại gia đình như thế này đúng không? Và mỗi một ngày là em sẽ dành cho những chú chó này cái thời gian dành như thế nào? Thời gian dành cho mỗi bạn thì từ khoảng 30 đến 40 phút mỗi bạn. Và cũng là từ thứ 2 cho đến thứ 6 hàng tuần. Với cả cái dịch vụ mà dạy cho gia đình này thì nó cũng giá cả nó cũng tương đối là cao. Vì sao? Vì phải một là huấn luyện viên sẽ phải di chuyển mỗi một từ gia đình này đến gia đình nọ, mà nhất là ở Hà Nội này mà cái thời điểm mà tắc đường là đã phải mất khoảng tầm từ nửa tiếng cho đến một tiếng di chuyển ngoài đường rồi. Cộng thêm nữa sẽ đến nhà của học viên, mỗi học viên như thế này thì sẽ dành cho là từ 30 cho đến 40 phút để mà có thể huấn luyện những cái lệnh cơ bản này, dẫn đi vệ sinh này và chơi bời và xã hội hóa đúng không? Rồi. Ok rồi, rất là cảm ơn Linh. Bây giờ sẽ thả bọn nó vào nhà đi và anh em sẽ cùng nhau di chuyển đến nhà một học viên tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay đúng không? Đúng ạ. Đi vào. 1 hour later. Địa điểm cuối cùng của anh em chúng tôi sẽ là một cái tòa chung cư cao tầng luôn. Đấy, hôm nay toàn dạy chó ở chung cư. Rồi, mời anh em. Đúng lúc anh em chúng tôi đến đây thì chắc là đang tập ruột. Tập thôi, đang tập để mà báo cháy, phòng cháy chữa cháy. Hôm nay đang tập phòng cháy chữa cháy. Đợt này Hà Nội đang có rất là nhiều những cái vụ cháy. Ủa, chuồng to phết này. Con này là tập cái kính không sổ bậy. À, không sổ bậy à? Ok. Rồi đi, anh em vào nhà đi. Chủ chó ta. Không sao. Ngày học viên tiếp theo chúng tôi sẽ đến nhà của một bé chó ta có tên là Sâu hả ba? Sâu. À, bé Sâu là được cái nhỉ? Chó cái. Một cô chó cái. Và theo bà chia sẻ thì trước đây là được chị chủ nhà là con bà là nhặt từ bãi xe về đấy, bị bỏ rơi. Trong lòng bàn tay thôi. Dạ. Lúc đầu xấu lắm, cứ tưởng là cái con sâu bóng. Thế đâu giờ mới đặt tên là Sâu đúng không ạ? Sâu.
À, nhặt nó về chắc là lúc mà bé tí mới đặt trong lòng bàn tay này. Và nhặt được. Chó bé chứ không ngờ nó lớn nó to này. À. Nhà mình nuôi chắc cũng được khoảng tầm gần 2 năm vào nhà. 2 năm rồi. Thế này là ngoan đấy ạ. Không, con này là tốn tiền nó lắm này. Ừ. Con cũng duyên nữa. Vâng. Không, nếu mà con không nhặt về nó cũng chết. Vâng. Thì chắc là nhiều người nhìn nó mà không ai nhặt. À. Vì nó ướt, nó ở bãi xe ấy. Vâng. Trời mưa, nó đầy lội trong bốn của chúng ta. À. Sao nhà mình có người nhà là nhặt về? Thế ở trong chung cư nhà mình là cũng không cấm nuôi chó nuôi mèo đúng không ạ? Chung cư và đấy, cháu đi nhiều chung cư là nhiều chung cư là không cho phép nuôi chó nuôi mèo đó. Và miễn là không gọi là sủa nhiều ảnh hưởng đến hàng xóm mà nhà. À và quát là nó phải im đúng không ạ? Và mình những lúc đọc thì chưa người lạ vào, người quen thì thầy vào gõ cửa nó không sủa, và người lạ nó mới sủa. Và cháu đi thôi sao? Đúng rồi, chó là nếu mà người lạ ở ngoài cửa nhà mình là nó phải sủa, thế mới là chó đấy. Nhưng mà có lệnh của bà bảo im lặng là nó phải im đúng không ạ? Đấy, cháu vào nhà chỉ được 5 phút này nó ngoan hiền đây này đấy. Không, con này chi hiền, nhưng mà không dọa dẫm ai bao giờ. Nó chỉ có tiếng động thì nó sủa, với người hơi người lạ sủa thôi. Vâng. Còn đã vào chút tí là nó thân thiện ngay. Đúng rồi ạ. Đấy, thân thiện lắm. Xin giới thiệu với anh và mọi người. Đây là học viên chó ta và em đang dạy. Bạn này thì là học được 2 tháng rồi. Vâng. Và học các lệnh cơ bản. Và kèm theo là không được chỗ bậy. Và chụa chị được chụa 1 tiếng để cảnh báo thôi. Ừ. Còn lúc mà chủ quát yên là không được chụa nữa. Ừ. Vì trong cái môi trường mà mình đang nuôi dạy ở trong chung cư mà. Đúng rồi. Đấy thì hôm nay cũng rất là thú vị luôn. Mình được đi cùng cả em Linh đến những cái nhà phố này hoặc là những khu chung cư. Đấy, cũng rất là may mắn luôn là những cái khu chung cư này là cho phép nuôi chó đúng không? Đúng. Nhưng mà muốn nuôi chó trong chung cư là một là phải giữ được vệ sinh. Và không sủa bậy để ảnh hưởng đến hàng xóm. Rồi, bị em và Sâu cùng biểu diễn một số bài. Em đứng. Ngồi. Tay. Đó. Tay. Đó. Nằm. Đó. Ngồi. Đứng. Nằm. Bò. 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 Yên. Ngồi. À, ngồi. Ngồi. Yên. Đói. Sau nằm. Đói. Ngồi. Đói. Đứng. Đói. Ngồi. Đói. Nằm. Đói. Bò. 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 Đói. Bò. Đói. Yên. Ngồi. Yên. Tại vì đây là những cái chương trình mà anh em chúng tôi là xin phép gia chủ là quay ở nhà. Thì cũng mỗi gia đình thì sẽ cố gắng là quay những cái chương trình chỉ khoảng tầm 15-20 phút thôi. Để không ảnh hưởng đến cái cuộc sống gia đình. Đấy, và cũng không tôn trọng cái quyền riêng tư của mỗi người. Rất là cảm ơn em Linh. Và đây là học viên thứ tư trong buổi sáng ngày hôm nay là một cái cô chó ta tên là Sâu đúng không? Đấy, có một cái lịch sử cũng rất là thú vị luôn. Đây là cô chó mà được gia chủ nhặt từ bãi xe về trong một cái hôm mà mưa gió. Đấy, lúc ấy mình đến mình cũng quay được một cái đoạn mà bác chủ nhà chia sẻ. Gia đình rất là yêu thương chó luôn. Và bây giờ là cũng muốn là nhờ huấn luyện viên đến tận nhà để mà xử lý một vài các cái lỗi. Ví dụ như là không sủa bậy, không sủa quá to để ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng. Và cộng thêm nữa là dạy thêm một ít cái lệnh cơ bản. Thì chia sẻ là với mọi người là ngoài với cái việc dạy tại nhà thì em cũng có một trung tâm để huấn luyện cho các khách hàng mà không thể ở nhà để hàng ngày em đến dạy được thì người ta sẽ gửi đến trung tâm của em. Nhưng mà bây giờ thì có một số hạng mục chưa đang còn giang dở. Thì khoảng tầm 2 tháng nữa 1 đến 2 tháng nữa
thì mời anh Trường và các khán giả đến trung tâm của em để tham quan. Ok. Đấy, thì ngoài cái công việc mà dạy chó tại nhà mà mình phải di chuyển này thì em phải có một cái cơ sở nào đấy đúng không? Vâng. Để nhiều người có thể gửi chó lại, ví dụ là người ta đi công tác thì người ta có thể gửi chó, ký gửi chó, hoặc là những người mà muốn gửi dạy 1-2 tháng mà dạy tại trung tâm thì mình vẫn có thể nhận được. Rất là cảm ơn em Linh hôm nay cũng đã mời mình đi đi cùng một ngày trải nghiệm. Thực ra bảo một ngày thì không phải, mà anh em mình gọi như là sẽ sắp xếp là một buổi sáng để mà trải nghiệm và đi một vài các gia đình khách hàng của em để quay lại cho mọi người được biết. Dịch vụ của em bây giờ hiện tại là trải dài là những quận huyện nào? Như bây giờ thì tập trung ở Cầu Giấy, đấy, Hoàn Kiếm, và Long Biên. Long Biên. Đấy. Hoàng Mai nữa. Tức là những cái quận hiện tại là nội thành của Hà Nội. Đấy, thông tin rất là rõ ràng để cho mọi người biết. Nếu như ai có những cái chú chó cưng mà không muốn gửi đi, mà muốn là sử dụng những cái dịch vụ mà dạy tại nhà, rồi xã hội hóa cho chó, rồi dạy những cái lệnh cơ bản, thì cứ trực tiếp liên hệ với em Linh. Rồi, xin cảm ơn em Linh nhé. Và cũng cho anh gửi lời cảm ơn đến những anh chị mà gia chủ hôm nay cũng đã tạo điều kiện cho anh em mình đến tận nhà quay những chương trình rất thực tế để cho mọi người được biết.